Rồi, bây giờ thầy sẽ giải đề cho con quỷ nhỏ này nè. Đây là câu số 88 đúng không? Để coi đề bài cho mình gì nha. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng thì đề bài cho là hai ánh sáng đường sắt có bước sóng lambda 1 bằng là 558 nanomet và bước sóng lambda 2 có bước sóng nằm trong khoảng là 395 tới 760 nanomet. 395 nhỏ hơn bằng lambda 2 nhỏ hơn bằng 760 nanomet. Đó. Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ có bốn vạch liên tiếp theo thứ tự MNPQ. Khoảng cách giữa MN, NP, PQ lần lượt là 2, 4,5, 4,5 nha. MN bằng 2 cm nè. NP bằng 4,5 cm nè. Và PQ bằng 4,5 cm nè. Bây giờ nó hỏi là lambda 2 gần bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ thầy sẽ giải cái bài này ha. Giải bài này như sau. Trước hết là vẽ cái hình ra cho em dễ hình dung nè. Đây là màn hướng vân ha. Đã vẽ nó nằm về nè, thấy không? Màn hướng vân nè, vân sáng trung tâm đây nè, thấy không? Được không? Vân sáng trung tâm đây ha. Nhưng bây giờ vẽ ngang về cho nó dễ nhìn ha. Vân sáng trung tâm ra bằng 0 0. Rồi khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới MN không biết là bao nhiêu nha, không biết là bao nhiêu nha. Chỉ biết rằng điểm này là điểm M. Được không? Rồi, điểm này là N. Đấy thì khoảng cách này là 2 cm, được chưa? Rồi, từ MN xong ha. Rồi bây giờ tới là NP là 4,5, NP. NP là ngay đây. P đây. Thì chỗ này là 4,5. Đấy. Rồi, PQ là 4,5. PQ là 4,5. Đấy, bây giờ đề bài hỏi cái lambda 2 gần bằng bao nhiêu. Vậy thì với bài này chúng ta sẽ xem xét như thế nào đây ta? Xem xét ở chỗ là nếu như mà trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 thì đặt tình huống ha. Trường hợp 1 Y1 mà bằng 2 cm. Đó, vậy thì khoảng cách từ M tới N là 2 đúng không? Vậy thì D nó sẽ bằng khoảng cách của những vân sáng liên tiếp nhau nha. Chỗ này là 2 thì từ đây qua đây là 2 nè. 2 bằng là 2 nè. Và tiếp theo nó sẽ là 4. Tiếp theo nó lại sẽ là 6. Tiếp theo là 8. 10, 12, 14 thì em sẽ thấy nó không chập với PQ. Đây là 2 đúng không? 4, 6, 8, 10, 12, 14 nó sẽ không đụng PQ. Đó, như vậy thì khi đó P và Q là của vân sáng 2. Mà nếu P và Q là của vân sáng 2 thì suy ra là P cách Q Y2 bằng 4,5 cm. Đúng không? Y2 bằng 4,5 cm. Mà nếu mà Y2 bằng 4,5 cm thì suy ra là P Q N cùng là vân sáng 2. Đấy, trong khi mình mới nói MN là một vân sáng 1 mà giờ mình kết luận PQN là vân sáng 2. Vậy thì cái này vô nghiệm. Được không em? N này không thể là vừa vân sáng 1 vừa là vân sáng 2 được, được chưa? Cho nên trường hợp này vô nghiệm. À, bây giờ thầy giải tiếp nè. Thầy giải tiếp ha. À, bây giờ thầy bỏ cái trường hợp này đi. Thầy vẽ lại cái hình nha, thầy vẽ lại cái hình. Đây là vân sáng trung tâm. Ra là 0, 0. Đây là M. Đây là N. Đây là P. Đây là Q. Đó. Trường hợp 1 là Y bằng 2 là loại rồi, đúng không? Đó. Thì giờ chỗ này là 2 nè. Chỗ này là 4,5 nè. Chỗ này là 4,5 nè. Trường hợp 1 là Y bằng 2 loại rồi. Bây giờ trường hợp 2 sẽ là thằng này là vân sáng 1, thằng này là vân sáng 1. Và nếu như mà thằng này với thằng này là vân sáng 1 thì Y1 nó sẽ bằng là chỗ này Y1. Y1 nó sẽ bằng là 6,5. Đúng không? Y1 là 6,5 thì cộng thêm 6,5 nữa nó sẽ ra vân sáng 1 ở chỗ khác. Như vậy thì buộc lòng N với Q này không thể là vân sáng 1 được. Khi đó N với Q là vân sáng 2. Đó trường hợp này M với P là vân sáng 1. Suy ra N và Q là N và Q là vân sáng 2.
N và Q là vân sáng 2. Đó, N và Q là vân sáng 2 thì suy ra là I2 bằng 9 cm. Rồi, vậy thì với trường hợp này I1 bằng 6,5, I2 bằng 9 cm, thầy sẽ lập tỉ số. Thì sẽ được là I1 chia I2 bằng là lambda D chia A, lambda 1 chia lambda 2. Đấy, vậy thầy sẽ suy ra được là bằng K2 chia K1. Được không em? Vậy thì thầy sẽ suy ra được gì ở đây? Thầy sẽ suy ra được là lambda I1 chia I2 để coi ra nhiêu nào, 6,5 chia cho 9 đúng không? K2 chia K1 sẽ bằng là 6,5 chia 9, bấm máy coi ra nhiêu, 6,5 chia 9 đúng không? 6,5 chia 9, 6,5 chia 9 cho thầy bấm máy nha. Đây, để cái máy tính vô bấm nè. 6,5 chia 9 bằng là 0,72 để phân số rồi. 13/8. 13/18. K2 chia K1 bằng 13/18 bằng là lambda 1 chia lambda 2. Được không em? À, rồi. Rồi làm cái này hơi dài nhưng mà thôi kệ. Quan trọng là cái khúc này nè. Suy ra lambda 2 bằng là 13/18. Lambda 2 đá lambda 2 lên. Lambda 1 chia 13/18 á. Lambda 2 bằng lambda 1 nhân 18 chia 13. Vậy là chỗ này lambda 2 nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Lambda 2 sẽ bằng là lambda 1 đề bài cho là 558 đúng không? 558 nhân 18 chia 13 thì ra được là bấm lẻ đó coi. Rồi để coi. 772,615 nanomet. 772,615 nanomet. Ở 772 thì nó chả gần với nào cả. Cho nên khả năng cao là cái này bị loại nè. Tại vì nó cũng ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy luôn, ánh sáng nhìn thấy là chỉ có 760 thôi, đúng không? Cho nên khả năng cái trường hợp này bị loại nè. Được không em? Vậy là trường hợp 1, I1 bằng 6,5 thì I2 bằng là 9 là bị loại. Giờ mình xét trường hợp 2 ha. Trường hợp 2. À, trường hợp này là trường hợp 2 rồi. Trường hợp này trường hợp 2 rồi, trường hợp 3 nè. Vẽ lại cái hình nha. Vẽ lại cái hình một lần nữa ha. Đây là vân sáng trung tâm 0 0. Đây là điểm nằm M, đây là N, đây là P, đây là Q. Đó. Vậy thì hồi nãy thầy đã ví dụ là I1 là bằng 6,5, I2 bằng 9. I2 bằng 9 ha. Bây giờ ngược lại thì sao? Nếu như mà M và N này là vân sáng, M và P là vân sáng 2 sao? Thì đây I2 bằng là 6,5. Và bây giờ N với Q là cùng một vân sáng thì I1 bằng 9. Đó, giờ thì làm nhanh hơn rồi nè. Vậy thì thầy sẽ có là I1 chia I2 bằng là lambda 2 y bằng lambda d chia lambda 1 chia lambda 2 giống y chang này nhưng mà số nó khác. Bây giờ là 9/6 bằng lambda 1 chia lambda 2, 6,5 chứ. Đấy, vậy thầy suy ra được là lambda 2 bằng là lambda 1 nhân 6,5 chia 9. Đó, là tức là 13/8 á. Vậy thì lambda 2 sẽ bằng lambda 1 là bao nhiêu ta? 558 đúng không? 558 nhân cho 6,5. 6,5 chia 9 bằng 403. 403. À, giờ chỗ này nó bằng 403 nè em. 403 nanomet. Đúng không? Mà lambda 2 bằng 403 thì em sẽ thấy 403 nó gần với đáp án nào? Nó gần với đáp án 405 rồi, thấy không em? Đấy, suy ra gần bằng B. Chọn B ha. Đấy, ra được chưa em? Vậy là xong ha. Bài này nó còn một cái trường hợp nữa, nhưng mà trường hợp đó cũng bị loại luôn, cho nên thầy không nói ở đây. Ở đây thầy lại hướng dẫn xong cho em làm bài này rồi nha. Hiểu nha. Nó sẽ hơi cần tư duy một chút, nhưng mà thầy tin là em hiểu được. Được chưa?